Xin kính chào anh chị khách hàng. Thì hiện tại chúng ta đang có mặt tại sa bàn của dự án Westgate. Thì hôm nay Giang sẽ chia sẻ đến anh chị khách hàng một cái thông tin rất là đặc biệt từ dự án Westgate. Thì tháng 6 này chủ đầu tư An Gia sẽ bắt đầu mở bán những căn cuối cùng của tháp cuối cùng của dự án Westgate luôn, đó là tháp C hay còn gọi là tháp thêm. Và kèm theo cái đợt mở bán căn hộ của tháp thêm này, chủ đầu tư An Gia sẽ mở luôn cho anh chị những căn villa nè, những căn terrace và những căn shop house luôn. Shop house được ví như là con gà đẻ trứng vàng tại mỗi dự án căn hộ. Thì đợt này anh chị khách hàng nào muốn sở hữu cho mình một con gà đẻ trứng vàng thì hãy gọi ngay cho Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ chọn cho anh chị những căn shop house đẹp nhất tại dự án Westgate. Thì đợt này thì chủ đầu tư An Gia sẽ mở luôn tất cả những căn shop house của 4 tháp. Thì bây giờ Giang xin mời anh chị di chuyển qua phía khu vực mặt cắt của sa bàn dự án Westgate để mình xem qua về những căn shop house anh chị khách hàng nhé. Xin mời anh chị khách hàng cùng di chuyển với Giang. Thì anh chị khách hàng thấy đây là mặt cắt của tháp, các tháp của dự án Westgate. Thì Giang xin chia sẻ một vài thông tin điểm qua ha. Thì đây là tháp A anh chị khách hàng nhé. Thì Giang xin chia sẻ, thì Giang sẽ review lên trên màn hình, nó sẽ to hơn. Thì ở đây anh chị thấy hơi nhỏ phải không ạ? Thì Giang sẽ review to lên. Đây là tháp A. Tháp A thì có tổng cộng là 13 căn, 13 căn shop house. Và tháp B này là có 18 căn shop house. Và tháp C này là sẽ có tổng cộng 20 căn. Và tháp D này sẽ có 7 căn shop house. Thì tổng cộng dự án Westgate có tổng cộng là 58 căn shop house anh chị khách hàng nhé. Thì khi mà anh chị nghe Giang giới thiệu về cái shop house này á, anh chị thì trong đầu anh chị sẽ đặt ra một dấu chấm hỏi là khi mà anh chị mua shop house này thì anh chị sẽ khai thác như thế nào và cái lượng dân cư ở đây như thế nào. Thì Giang cũng chia sẻ một vài thông tin. Cái điểm thứ nhất, anh chị mua shop house, nếu anh chị kinh doanh về cái mặt hàng tiêu dùng ăn uống thì anh chị sẽ phục vụ cho hơn 10.000 cư dân ở trong 2.000 căn hộ này, với điều kiện là mỗi căn hộ sẽ có 5 cư dân thì mình sẽ có là khoảng 10.000 cư dân ở đây. Thì tha hồ mà anh chị khai thác, đó là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai á, những anh chị kinh doanh ở đây, anh chị mua shop house, anh chị có thể cho những cái tiệm thuốc tây họ thuê lại chẳng hạn như vậy. Thì phía bên đây nó có bệnh viện huyện Bình Chánh là nằm ở khu vực này đó, thì anh chị có thể lựa chọn những cái vị trí mặt tiền của tháp A nè, thì anh chị sẽ cho thuê những cái shop house về kinh doanh về ngành thuốc tây cũng được, rất là tiện lợi. Và là những cái mà hoặc là những cái mặt hàng giống như là cửa hàng tiện lợi đó, khi mà những cái bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân họ đến thăm khám tại bệnh viện huyện Bình Chánh thì họ có thể di chuyển qua rất là thuận tiện để họ mua luôn đó. Còn bên cạnh đó anh chị có thể kinh doanh về shop cà phê hoặc là cửa hàng ăn uống mua sắm. Thì vị trí này rất là, khi mà anh chị có biết rằng đây là vị trí rất là đẹp tại trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Dự án của chúng ta nằm trên cái trục điểm đầu của nút giao thông tuyến cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Thì tất cả những cái người dân miền Tây Nam Bộ á, khi mà họ đổ xô, họ đổ từ miền Tây lên đến thành phố Hồ Chí Minh, khi mà họ vừa vào trung tâm Sài Gòn thì họ sẽ nhìn thấy ngay của mình là những cái căn hộ của dự án Westgate đó. Nếu mà họ dừng chân lên đây họ mua sắm, tại vì cái điểm của chúng ta là rất gần bến xe miền Tây mới trong tương lai anh chị khách hàng ạ. Đó, thì anh chị khách hàng sẽ khai thác được rất là lớn cái lượng khách hàng đổ từ miền Tây lên. Khi họ dừng chân lên đây, anh chị mua căn hộ thì anh chị khai thác được cho thuê, anh chị mua shop house thì anh chị có thể là kinh doanh thương mại được những shop cà phê nè, rồi những quán ăn, hoặc là anh chị có thậm chí anh chị mở những cái cửa hàng tiện lợi ở những vị trí rất đẹp với một diện tích rất là lớn anh chị khách hàng nhé. Vâng, thì Giang xin điểm ra một vài thông tin đó. Còn về chi tiết mở bán shop house như thế nào và đặt mua shop house như thế nào thì anh chị vui lòng liên hệ ngay với Giang. Giang sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị chi tiết hơn về dự án Westgate và điển hình nhất là những căn 58 căn shop house tại dự án Westgate. Số lượng rất ít anh chị khách hàng nhé. Anh chị nên nhanh tay liên hệ ngay với Giang qua số điện thoại 0914245885.
Giang và đội ngũ chuyên viên tư vấn của An Gia sẽ tư vấn và chọn cho anh chị những căn đẹp nhất ở những vị trí đắc địa. Vâng, hẹn gặp lại anh chị tại dự án Westgate. Xin chào anh chị.